Chính triết lý về tiền sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Thứ nhất, tiền không mua được thời gian, nhưng nó giúp bạn tiết kiệm được thời gian. Đứa đi xe đạp, dù cố gắng thế nào, cũng không nhanh bằng đứa đi xe hơi. Thứ hai, tiền không mua được sức khỏe, nhưng nó mua được phương pháp chữa bệnh tốt nhất cho bạn và gia đình. Thứ ba, hơn 90% vấn đề trên thế giới này được giải quyết bằng tiền, hoặc là rất nhiều tiền. Thứ tư, nhà lá hay nhà lầu không quan trọng, quan trọng sống hạnh phúc với nhau. Nhưng mà khi bão tố mưa xa thì nhà lá vẫn là thứ thiệt thòi hơn. Thứ năm, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng mà không có tiền chắc chắn bạn sẽ khổ. Thứ sáu, tiền không có vai trò gì quá quan trọng, nhưng mà chỉ khi có tiền bạn mới lựa chọn được cuộc sống của bạn. Thứ bảy, tiền không mua được tình yêu, nhưng không ai bên nhau hạnh phúc mà không có tiền cả. Hôn nhân đổ vỡ xuất phát từ bất đồng quan điểm về tiền. Thứ tám, tiền không mua được đam mê, nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không có tiền. Thứ chín, tiền không phải là tất cả, nhưng chẳng có tiền bạn chẳng có gì. Cảm ơn bạn đã xem video của kênh Hạnh Phúc Mỗi Ngày. Nhớ nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi chúng tôi ra video mới.